Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Chữ Thiện xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Hôm nay chúng tôi nói về tin tức ở Trung Quốc. Và xin thưa quý vị, câu chuyện ở Trung Quốc hôm nay bắt đầu với việc là Trung Quốc cúp điện luân phiên trên 20 tỉnh thành. Và chúng ta biết là Trung Quốc có 31 tỉnh tất cả, thì đã có 20 tỉnh là phải chịu sự cúp điện luân phiên, và điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn đối với nền sản xuất, nền kinh tế, và đã gây gãy đổ những chuỗi cung ứng, những chuỗi sản xuất, và đã có nhiều nhà máy phải đóng cửa hoặc là luân phiên đóng mở. Và có nhiều nhà máy, chẳng hạn như nhà máy sản xuất phụ tùng của Toyota, Honda đã phải đóng cửa thưa quý vị, vì thiếu điện, nhà máy nhiệt điện không phát điện hoặc là không cung cấp điện, tức là có phát nhưng mà luân phiên cúp từng khu vực, và câu chuyện thê thảm bắt đầu. Thì có lẽ nói là đây là một cái tin tức hết sức bất ngờ và gây ra một cái sự bất lợi rất lớn cho nền kinh tế Trung Quốc. Và chúng ta biết nền kinh tế Trung Quốc trong nhiều năm qua đã phát triển với hai chỉ số và lúc nào cũng là trên 10%, nhưng mà trong vòng 3 năm vừa qua, vì đại dịch Covid-19 cộng theo cái sự suy trầm của kinh tế trên thế giới, cho nên nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu lao dốc. Và trên màn hình thì quý vị thấy là bắt đầu từ giữa năm 2021 thì coi như sản lượng điện bị sụt giảm một cách nghiêm trọng. Và chúng tôi sẽ phân tích những cái nguyên nhân. Thứ nhất, xin thưa là 60% điện của Trung Quốc được sản xuất từ nhiệt điện đốt bằng than đá, phần còn lại là điện nguyên tử, điện gió và quang điện, nói chung là những cái nguồn năng lượng khác nhau. Thì lý do sụt giảm sản lượng điện đến từ nhiều vấn đề thưa quý vị, và một trong những vấn đề là biến đổi khí hậu khiến cho cái năng lượng tái tạo bị sụt giảm, do bão lụt, bão lũ, rồi mây mù khiến cho quang năng giảm, khiến cho điện gió giảm. Rồi tiếp theo là vấn đề giảm khí thải, và Trung Quốc cũng đã cam kết, và Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã cam kết là trong năm 2022 tới đây thì Trung Quốc sẽ có bầu trời trong xanh sạch đẹp. Đó là những cái mà lời hứa hẹn của Chủ tịch nhà nước Trung Quốc là ông Tập Cận Bình. Thì ngoài cái biến đổi khí hậu, ngoài cái sự gọi là do thiên nhiên tạo nên, thì vấn đề tiếp theo là bắt đầu có cái sự cạn kiệt trong vấn đề cung cấp than đá. Và chúng ta biết nhiệt điện than đá chiếm 60% tổng sản lượng điện của Trung Quốc. Và do sự hiểm khích giữa Trung Quốc và Úc, và Trung Quốc đã cấm nhập khẩu than đá từ nước Úc thưa quý vị. Điều này khiến tình hình của Trung Quốc càng thêm trầm trọng, đặc biệt là mùa đông sắp tới đây. Nếu mà vấn đề nhiệt điện không được giải quyết thì chắc chắn là người dân Trung Quốc sẽ có một cái mùa đông khắc nghiệt, giá rét. Và đây là một cái điều mà nhà nước Trung Quốc không hề muốn, vì người dân càng cực khổ thì họ càng căm ghét chế độ. Đó là cái điều mà nhà nước Trung Quốc tìm cách có hai cái chỉ thị thưa quý vị. Một chỉ thị thứ nhất là tìm mọi cách để mà giảm cái việc tiêu xài năng lượng điện, chẳng hạn như kêu gọi người dân tiết kiệm điện, hoặc các nhà máy tìm cách tắt đèn, tìm cách nói chung là đủ mọi cách để tiết kiệm điện giảm xuống so với cái tỷ lệ phát triển GDP của Trung Quốc thưa quý vị. Chẳng hạn như tỷ lệ phát triển của Trung Quốc là 10% GDP thì phải tìm cách giảm cái lượng sử dụng điện dưới con số đó. Đó là một trong những cái biện pháp. Biện pháp thứ hai là giảm cái sự lạm phát của đồng bạc thưa quý vị. Hiện nay Trung Quốc đang ở cái giai đoạn lạm phát phá giá đồng tiền rất lớn, và có thể nói là sự
lạm phát hiện nay là lạm phát lớn nhất Trung Quốc từ trước tới nay, và Trung Quốc tìm mọi cách để giảm cái chỉ số lạm phát xuống dưới cái chỉ số phát triển phần trăm GDP. Thì với cái sự thiếu hụt về than đá và hiện nay bắt đầu từ tháng Giêng 2021 thì giá cả than đá của Trung Quốc tăng lên trên 29% thưa quý vị, trong vòng có mấy tháng mà lên tới 29%, và khí đốt, khí hóa lỏng từ châu Âu đưa về Trung Quốc cũng bị giới hạn thưa quý vị. Đó là những cái vấn đề mà gây nên cái sự thiếu hụt rất lớn về sản lượng điện, khiến cho bắt buộc phải thắt lưng buộc bụng và bắt buộc phải cắt giảm luân phiên các nhà máy, không có nhà máy nào được 100% về cái lượng điện tiêu thụ. Thì có thể nói rằng việc mà khí đốt, khí hóa lỏng ở châu Âu về ít đi là do cái sự xuất khẩu của các nước Âu Châu tìm cách là hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc, vì họ, như tôi có nói trong một cái bài phân tích trước đây, là những người, những quốc gia ở châu Âu rất sợ mùa đông sắp tới đây thiếu khí đốt, thiếu khí hóa lỏng, cho nên họ tìm cách tích trữ và tăng cái lượng mà ở trong kho quốc gia của họ thưa quý vị, để nhằm mục đích là sống sót, chống chọi trong cái mùa đông sắp tới. Và do đó họ quyết định là giảm cái lượng xuất khẩu sang Trung Quốc. Và Trung Quốc trong những năm vừa qua là phát triển rất nóng, cho nên cần rất nhiều sản lượng điện đến từ bất cứ nguồn nào, từ khí đốt, khí hóa lỏng, than đá, vân vân, quang điện, rồi phong điện, đủ thứ hết. Nói chung là cần tất cả. Thì do cái đại dịch Covid-19 này, nhiều công nhân đã bỏ các nhà máy, các công xưởng trở về quê, khiến cho tình hình nhân công, nhân sự của các nhà máy đều bị sụt giảm, dẫn tới là bị đứt gãy chuỗi cung ứng, thưa quý vị. Họ không thể đủ người để sản xuất, và từ cái đó thì họ thiếu rất nhiều, đủ mọi thứ, thiếu xi măng, thiếu sắt thép, thiếu nhôm, thiếu các nguyên vật liệu cho công nghiệp nặng, và Trung Quốc rơi vào vòng xoáy thưa quý vị. Hiện nay Trung Quốc cũng chưa biết tìm cách như thế nào để mà có thể nâng tổng sản lượng điện, ngoài biện pháp là kêu gọi người dân tiết kiệm, thắt lưng buộc bụng, kêu gọi nhà máy là ngừng sản xuất nếu không có gì cần thiết, và thậm chí là cưỡng bức cúp điện liên miên, cúp điện luân phiên. Cái tình trạng mà các nhà máy Trung Quốc hiện nay đang ì ạch và hoạt động cầm chừng. Với những cái tin tức đó thì phía Việt Nam nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, thì thưa quý vị là sẽ có hai cái việc xảy ra. Thứ nhất, đó là cái cơ hội cho Việt Nam chen chân thế chỗ Trung Quốc, khi mà Trung Quốc giảm sản lượng về sắt thép, về xi măng, về nguyên vật liệu, thì Việt Nam có thể nổi lên và xuất khẩu những mặt hàng đó để mà lấp chỗ cho Trung Quốc. Thì đó là một cái cơ hội để mà nền kinh tế Việt Nam cất cánh đi lên. Vấn đề thứ hai là Trung Quốc sẽ giảm sự sản xuất nguyên vật liệu. Điều này khiến cho Việt Nam là một trong những quốc gia nhập nguyên vật liệu của Trung Quốc rất lớn thưa quý vị, và tổng kim ngạch hai chiều xuất và nhập khẩu của Việt Nam và Trung Quốc hiện nay lên hơn 133 tỷ đô la. Và có thể nói là phía Trung Quốc đã nhập vào Việt Nam hơn 100 tỷ đô la thưa quý vị. Thì có thể nói rằng với cái sự giảm sút về xuất khẩu nguyên liệu thì phía Việt Nam chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, khi mà không có những nguyên vật liệu của Trung Quốc ở đầu vào để mà phía Việt Nam có thể sản xuất những sản phẩm ở đầu ra và kiếm tiền, tức là có cái sự liên hệ lẫn nhau. Nếu Trung Quốc sổ mũi thì Việt Nam cũng hắt hơi trong cái nền kinh tế. Và hiện nay là cái lượng tổng sản lượng điện đã giảm trên 12 và gần 13%, thiếu so với cái nhu cầu của các nhà máy. Điều này buộc lòng
là chính quyền trung ương phải cắt điện luân phiên ở từ 5 tỉnh đến 10 tỉnh, lên 15, 17 tỉnh, và hiện nay bây giờ lên đến 20 tỉnh, và hầu hết là ở các tỉnh miền Đông, Đông Bắc, Bắc của Trung Quốc, và nơi mà người dân rất lo sợ cho cái mùa đông sắp tới đây, nếu mà không có đủ khí đốt, khí hóa lỏng, than đá để mà sưởi ấm. Xin thưa là nội cái vấn đề sưởi ấm cũng là một cái nguồn năng lượng rất lớn, và hiện nay thì tình hình cho biết rằng là tổng kho than đá của Trung Quốc hiện nay ở mức thấp nhất, thưa quý vị, là do từ lâu không nhập cảng từ Úc và cũng khai thác cầm chừng, là do người công nhân ở các hầm mỏ bỏ về quê rất nhiều, khiến cho sản lượng cũng bị sụt giảm nghiêm trọng, dẫn tới là tổng sản lượng sụt giảm nghiêm trọng, và dẫn tới là không có nguồn dự trữ trong cái mùa đông giá lạnh tới đây. Điều này là khiến cho chính quyền Trung Quốc từ trung ương đến địa phương rất là đau đầu, vì hiện nay thì không đủ để mà sản xuất, thì lấy đâu ra mà để dư và để phòng bị cho mùa đông. Nói chung là chạy gạo hàng ngày, và Trung Quốc cũng chưa biết tìm cách giải quyết như thế nào về cái vấn đề mà thiếu hụt sản lượng điện. Và có thể là trong tương lai, những cái nước lân bang Trung Quốc nếu sẵn sàng bán điện cho Trung Quốc thì Trung Quốc cũng có thể mua và nhập khẩu điện, thưa quý vị, là một trong những cái mặt hàng mà có thể là bù đắp cho cái sự cán cân thâm hụt rất lớn từ Trung Quốc. Trung Quốc chơi với nước nào thì có thể nói là hầu hết đều bị gọi là tình trạng là các nước chơi với Trung Quốc bị một tình trạng gọi là tình trạng lỗ lã, thưa quý vị. Nói chung chơi với Trung Quốc thì không có gì lời cả, vì người Trung Quốc rất khôn ngoan, rất bánh khóa, và đó là câu chuyện mà thiếu hụt điện, và Trung Quốc đang tìm kiếm các quốc gia lân bang, và do đó chúng ta cũng thấy là Trung Quốc đã tài trợ rất nhiều cho các quốc gia dọc theo sông Mekong để làm những nhà máy thủy điện, thưa quý vị, và từ đó phát điện ngược qua cho Trung Quốc, và Trung Quốc nhập khẩu điện từ các quốc gia như Lào chẳng hạn. Đó là những cái kế hoạch của Trung Quốc, và gây ảnh hưởng rất lớn đối với cái dòng sông Mekong, và đặc biệt là sẽ gây ảnh hưởng đến Campuchia, đến Việt Nam và những nước ở vùng hạ lưu, thưa quý vị. Thì trở lại cái câu chuyện thiếu điện này, đây là một cái căn bệnh trầm kha của nền kinh tế Trung Quốc. Hiện nay Trung Quốc, như tôi vừa nói, là bị nạn lạm phát nặng nhất trong nhiều thập kỷ qua, và Trung Quốc cũng đang lúng túng, thậm chí là còn phải cưỡng bức đóng cửa nhiều nhà máy, khiến cho chủ nhân và các tập đoàn công nhân khóc thét, vì Trung Quốc nói rằng nếu mà không luân phiên cúp thì bây giờ cũng không có đủ điện để mà cho tất cả các nền kinh tế, và chỉ dồn sức cho những nền kinh tế trọng yếu đưa đến những cái giá trị cao để mà có thể xuất khẩu. Còn những cái công ty sản xuất mà có giá trị thấp hoặc là không mấy giá trị thì chính quyền Trung Quốc có thể từ chối cung cấp điện và buộc phải đóng cửa, nhường những cái số lượng điện đó cho những công ty mà làm ra những sản phẩm cao giá, thưa quý vị. Và có những công ty như công ty Apple hiện nay cũng đang bị lúng túng vì nhà máy ở Trung Quốc bị đóng cửa vì thiếu điện, không có điện để mà cung cấp đủ cho hoạt động chạy máy, khiến cho nhà máy Apple ở Trung Quốc đóng cửa. Trong khi đó thì công ty Apple rất là mong muốn là mở cửa càng sớm càng tốt và được cung cấp điện đầy đủ để mà họ có thể xuất khẩu và tiếp tục sản xuất những dòng điện thoại mới để mà bán và lấy tiền ở trên khắp thế giới này. Thì câu chuyện về thiếu điện của Trung Quốc hiện nay đang gây ra rất nhiều hệ quả. Một trong những cái vấn đề mà chúng tôi có nói đến đó là vấn đề lạm phát và cái giá trị đồng tiền của Trung Quốc bị giảm đi rất nhiều, vì người dân có tiền nhưng mà ít
hàng do hàng hóa được sản xuất ra rất nhỏ giọt, ít ỏi, cho nên là dường như là phải tranh giành đấu giá nhau, coi như ai trả giá cao thì mới mua được món hàng, và kết quả là làm cho nền kinh tế bị lạm phát, thưa quý vị. Số tiền lưu hành trong nền kinh tế nhiều hơn số hàng có thể mà trao đổi. Đó là một cái điều rất nguy hiểm, và Chủ tịch Tập Cận Bình đang tìm mọi cách loay hoay để mà coi như là bớt cúp điện luân phiên. Một trong những kế hoạch mà chắc chắn là bị người dân Trung Quốc phản đối đó là tăng giá điện cao rất ngưỡng, khiến cho người dân không dám xài điện, và từ không dám xài điện thì mới đủ điện để cho sản xuất ở các đại công trường, đại nhà máy lớn, thưa quý vị. Tuy nhiên, việc nói rằng tăng giá điện thì rất dễ, nhưng mà có được người dân chấp thuận hay không, hay có bị phản đối hay không, lại là một câu chuyện nhức đầu khác, thưa quý vị. Thì đó là câu chuyện về thiếu hụt điện ở Trung Quốc, và Trung Quốc hiện nay cũng không biết cách gì giải quyết việc mà xây thêm nhà máy thủy điện, hay là xây một cách lan tràn các nhà máy thủy điện cũng không phải là một giải pháp tốt, mà nó làm cho các dòng sông trở nên cạn kiệt và hư hại môi trường rất lớn. Cá, cua, tôm, các loại động vật sống dọc theo lưu vực của sông Mekong ngày càng ít ỏi, là do có quá nhiều đập thủy điện chặn nước từ ngay bên đất Trung Quốc. Và như tôi có nói là do điều kiện thiên tai không có thích hợp trong 2 năm qua, khiến cho năng lượng tái tạo, tiếng Anh gọi là renewable energy, không được sản xuất đúng mức. Nói chung là không phải dễ khi mà muốn tăng cái sản lượng điện, vì tất cả đều phải do máy móc, máy biến đổi quang năng thành năng lượng điện, hay là phong năng, năng lượng gió trở thành điện, đều là những kỹ thuật rất đắt đỏ. Thì hiện nay Trung Quốc chắc chắn sẽ nhắm tới một cái phương cách nào đó, chẳng hạn như mời gọi các công ty nước ngoài vào Trung Quốc để xây thêm nhà máy điện. Ở đây thì có nhiều cách để mà sản xuất điện, như là từ than đá, hay từ dầu diesel, hay chạy những cái nguyên vật liệu khác nhau để mà sản xuất điện. Thì đó là cái tình trạng mà phía Trung Quốc cho rằng là sẽ kéo dài ít nhất là cho tới 2025, trước khi mà Trung Quốc có thể ra một đại kế hoạch nào đó nhằm cân bằng cái sản lượng điện và cái số tiêu thụ điện bởi các nhà máy. Hiện nay thì con số nó rất chênh lệch nhau, như vậy nhu cầu thì rất lớn nhưng mà sản xuất ra thì thấp hơn cái nhu cầu rất nhiều. Như tôi có nói là trên 13% khác biệt, khiến cho cái nền kinh tế nó bị coi như là sập sệ, nếu không muốn nói là bị y ạt, hoặc là ngôn ngữ là suy trầm trong một thời gian dài, do thiếu than đá, thiếu năng lượng để mà sản xuất ra điện. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trưởng thì đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.